Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một tựa game mới, Shogun King The Final Checkmate. Đây lại là một tựa game cờ vua, tôi đoán là thế. Nhưng bạn nhìn đấy, này nhìn nó không giống cờ vua lắm. Chuyện kể rằng, ngày xưa có một ông vua đen. Ông ấy rất là hoang tàn, hoang phí, tàn bạo với tất cả những người đã phục tùng ông ấy từ trước đến nay. Ông ta không coi một ai ra gì cả. Và thế là một vương quốc khác, sau khi nhìn thấy cảnh tượng vô cùng điêu tàn, khốc liệt. Ok, nếu như bạn đã xem đến đây của video rồi thì mình cũng xin muốn dành ít phút để kêu gọi mọi người hãy đăng ký kênh và like video này. Nếu như mọi người cảm thấy video này hay và muốn xem thêm nhiều video nữa từ mình. Vì vậy, một lần nữa, nếu như các bạn thích video này thì hãy để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta quay trở lại thôi. Ở phía bên kia, chiến trường đã ngay lập tức đưa ra những chính sách chiêu dụ với chính sách đối đãi tốt hơn. Lương gấp đôi thời gian nghỉ, cộng một suất ăn trưa mỗi ngày. Và thế là những quân trắng quy phục ông ta. Bắt đầu trong quá trình đổi trắng thay đen. Và đến cả vợ ông ta cũng đã bỏ nhà ra đi, để là một ông vua đen vô cùng cô đơn lạnh lẽo trong chính cái thành trì của mình. Và đó chính là mở đầu cho sự trả thù của vua đen. Hay nói cách khác, đây là sự bắt đầu cho cái phần hướng dẫn, nơi mà tôi sẽ chơi sơ qua cho các bạn cùng xem. Trong lần đi vi hành cùng với quân sư tượng đen, nhà vua của chúng ta liền bị ám sát bởi một quân tượng trắng. Nhưng may mắn là ông ta đã kịp thời đi vào thành một cách an toàn. Trong căn hầm đó có chứa một trong những thứ mà các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Đó chính là vũ khí bay phát dân chủ, chìa khóa cho sự sống còn của trò chơi này. Một cây shotgun. Chứ các bạn muốn gì nữa là cái tên game là Shotgun King mà. Và với vũ khí mới của mình, anh ta thấy xe bắn xe, thấy mã diệt mã. Sau cùng, tưởng chừng như vị quân sư sẽ cùng ở lại với nhà vua để lấy lại những thứ đã mất, thì ông ta cũng xin từ chức để đi qua phụng sự cho vua trắng, để lại nhà vua một mình. Đấy chính là kết thúc của chương truyện đen tối trong lịch sử của vua đen. Với khẩu shotgun hoàng gia trong tay cùng lửa giận đang cháy bừng bừng trong người, vua đen thề rằng ông sẽ phải tiêu diệt hết tất cả những kẻ đã vứt áo ra đi để lại ông một mình trong chính vương quốc của mình. Và đó chính là lúc một chương truyện mới được mở ra. Tôi hy vọng là câu chuyện mà tôi vừa kể đã giúp cho các bạn phần nào hiểu thêm được về cốt truyện của tựa game Shogun King. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào game thôi. Và đây chính là màn đầu tiên. Và như bạn thấy đó, đây là một tựa game không hẳn là về cờ vua. Tuy nhiên nó mượn những cái cơ chế, những cái hình tượng của cờ vua để giúp phần nào thể hiện được cái tính chiến thuật khi mà bạn chỉ có một quân vua trên sàn và phải đấu cả một đội quân của bên trắng. Ok, và sau khi mình đã hoàn thành xong một floor hay là một màn chơi thì mình sẽ có cái tiết mục là chọn thẻ. Thì ở trong một màn chơi thì bạn sẽ có hai thẻ, hay nói cách khác là hai cặp thẻ. Mỗi một cặp thẻ sẽ có một bù lợi buff là thẻ nằm tay bên trái và một cái thẻ thử thách là nằm tay bên phải. Thẻ bên trái giúp cho mình có thêm sức mạnh, còn thẻ bên phải thì sẽ thêm thử thách. Và ở trong tình huống này thì mình phải chọn một trong hai để tiếp tục. Like boom headshot, boom headshot, boom headshot. Ồ, giết luôn. Rồi, thú vị, cái này hay nha, game này hay nhá. Giết một con mã tặc hai con tượng. Thôi. Ồ, ông vua, ông gọi là đang nhập thành, ông vua sẽ thoái đổi vị trí về con xe khi mà chuẩn bị ăn đam. Holy Gunpowder cộng một đam. Royal Loafers là cái đôi dép, tức là mình có thể là bấm chuột phải để có thể là nhắm mục tiêu trong đợt tiếp theo. Hay đấy. Cái này đi. Hai con tượng là tượng đó. Trời ơi. Ủa, cái gì mà đông quá vậy? Sao mà đỡ được. Gặp mình là chỉ có thể tắt đài thôi.
mình dùng lá linh hồn thì mình có thể là đi thêm một lượt nữa. Trời ơi, sao lại không biết. Trời ơi, lại cộng thêm một hậu nữa hả? Ok, nếu như bạn đã xem đến đây cũng video rồi thì mình cũng xin muốn dành ít phút để kêu gọi mọi người hãy đăng ký kênh và like video này. Nếu như mọi người cảm thấy video này hay và muốn xem thêm nhiều video nữa từ mình. Vì vậy, một lần nữa, nếu như các bạn thích video này thì hãy để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta quay trở lại thôi. Các bạn cờ sắp đủ rồi đó. Tôi có hai con này đây. Khó vậy. Cái mày khó đấy chứ. Dễ. Tính là game này không phải game cờ vua mọi người. Nó lấy cái chủ đề cờ vua thôi nhưng mà nó khá là vui. Tất cả các con khác không phải là vua thì không được đứng gần vua. Này là đắp vữa, đắp thêm xi măng. Xe cộng 4 máu. À, con mã này có thêm cái yên ngựa trừ 1 tốc độ nhưng mà có thể mang thêm những cái con không phải là xe và không phải là mã khi mà di chuyển. Chọn cái này đi. Xe có chiếm đường chéo rồi đúng không? Không đi vô đây được, chiếm luôn đường chéo rồi, khó quá. Giết luôn. Rồi sao? Gọi sao? Hết đạn, từ từ nhá, nó chiếm đường chéo bên này. Hai con tượng đen là sao vậy trời? Rồi sao? Ok, và để tránh làm mất thời gian quá nhiều của tất cả các bạn thì phần còn lại tôi sẽ
chọn ra những cái khoảnh khắc highlight chèn vào đó bản nhạc thật là epic. Và chúng ta sẽ gặp nhau ở màn gần cuối. Ok, tạm biệt. Đó là chiến thắng dễ dàng. Những cái cây tân ha, rất nhiều tên hầu cận mà ta đã thu thập sau bao năm. Ha, tiếc thật đây. Ta đã khiến cho chúng nó trở nên quy phục trước ta, làm cho nó cảm thấy thoải mái nhất, an toàn nhất. Bây giờ cũng đã bị phá hủy thành những mảnh. Mảnh kính hả? À chắc là những quân cờ là mảnh kính. Hoặc là gọi dịch là những cái mảnh vỡ Li ti. Bởi một thằng ớt ơ cầm theo một cái súng. Ông vua trắng như ta không thể nào nuốt trôi được. Không chỉ là một tầng nữa đâu. Ta đây rất giận dữ. Đại khái là vậy đó. Yeah. Ôi dồi ôi. Ở đây chúng ta có một con cứ diệt từng con một trước, không dùng cái vũ hết. Nó chiếm hai cái cột này là nó giam mình trong này, tính giam lỏng mình nè. Ờ, chiếm bí mình luôn á chứ. Vua chẳng ơi, ông đã đi rồi. Một viên nữa. Ôi dồi ôi, thôi chạy. Ây da, giết luôn. Vua trắng ơi, ông có thể ở lại đây không? Biết chăng ngoài trời mưa giông. À, 12 tầng. Hoàn thành game. Cái gì đấy, mới có rank 1 đó.
Và đó chính là cách mà sự giận dữ, sự tức giận của vua đen đã dẫn ông ta đến chiến thắng. Đã đến lúc ông ta có thể cướp lấy những con tin, à không, những cái người phò tá của vua trắng. Và tất cả mọi người đều phải chịu dưới quyền kiểm soát của ông ta thêm một lần nữa. Vui lên nào, ít nhất là ngươi không bị bắn thành từng mảnh. Khi mà ông vua đen nói, khi mà ông ta đang giơ dương cao cái súng shotgun của mình. Undefeated, không bị đánh bại. Ông ta không lờ nhận ra một điều gì cả. Có lẽ sẽ mất rất lâu cho đến khi một vua trắng mới trỗi dậy. Và câu chuyện sẽ quay trở lại. Và đó chính là câu chuyện của Shotgun King The Final Checkmate. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày tốt lành.